Đang giảm cân, hu hu. Sếp, có 80kg mà giảm cân làm gì? Hứ, nhưng mà ăn xong rồi chán quá à. Có gì chơi không mèo? Ê, nghe nói kiểu sữa Mikita được làm từ sữa, bất ngờ chưa? Khùng hẻ, hay là mình chơi tiệc trò chơi đi. Ok luôn. Mà thôi, chơi tiệc hoài chán lắm. Hay là mình chơi ảnh tù xì đi. Nhưng mà chơi ảnh tù xì không thì cũng chán nữa. Vậy thì nếu ai thua thì làm theo yêu cầu của người thắng, được không? Ok, được đó. Bây giờ thì mình ảnh tù xì 4 người luôn đi. Chúng ta sẽ tìm ra một người bét và chịu hình phạt. Còn người thứ nhất thì sẽ ra hình phạt. Ừ, vậy cho nó nhanh. Ok, chặng đầu tiên 1, 2, 3. He he, vậy là mình và MVC đã thắng rồi. C và Kiệt Fly sẽ đấu với nhau. 2, 3. Yeah. Vậy là Kiệt Fly thua rồi. Bây giờ mình với MVC để tranh hạng nhất, xem là ai sẽ ra hình phạt nha. 2, 3. Vậy mình sẽ là người ra hình phạt. Kiệt Fly sẽ đi tỏ tình rớt trong game. Hay. Nhưng mà có on đâu mà tỏ tình. Bãi, vậy thì đi xin in tư của gái đi. Không bé ơi. Nói chứ tôi nhiều gái lắm, điểm không hết luôn. Đây nè. Ok. Ok, vậy là Kiệt Fly sẽ đi xin info của gái nha. Khoan, các bạn có thấy mấy người đàn ông trong team của mình nam tính không? Thật là mạnh mẽ quá đi mà. Bây giờ Kiệt Fly sẽ đi xin, còn mình và MVC sẽ chạy ra đằng sau để theo dõi nha. Tụi mình chỉ là camera chạy bằng cơm đó. Tại vì nó đi xin, sau đó đi nằm ngủ mà tụi mình không biết thì sao, nên là tụi mình phải theo dõi thôi. Mấy thằng này điếm thúi lắm. À, nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trời ơi, đi xin in tư mà còn kén chọn nữa. Chọn đại ai rồi xin luôn đi. Còn phải chọn ngay gái đẹp mới chịu. Khúc này là các bạn biết Kiệt Fly đang làm gì không? Đang nhìn xem là cô gái nào xinh không? Mới xin in tư đó. Hu, quên sệ luôn. Bên đây đang ngồi không có một ai luôn. Bên đây không có ai rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ chạy qua hải đăng xem là có ai không. Mình thấy có quá trời gái đứng ở đây luôn nè. Mà Kiệt Fly nó sao á. Mình sẽ đứng từ trên đang nhìn nha. Trời ơi, không có gái nào hết. Ơ, mù à, quá trời gái luôn mà không có cái gì. Đúng là kén chọn quá mà. Nè, gái nè. Nhưng mà không thấy Awata. Ơ, đi xin in tư cũng cần phải có Awata nữa hả? Hay là sợ trai giả gái? Cái này là chơi trò chơi thua, nên là Kiệt Fly phải đi xin in tư. Làm như là nó đi cô gái thì không bằng vậy á. Mà thôi, sẵn dịp này mình giả nó đi luôn. Để xem coi có xinh không. Wow, quá trời xinh luôn. Vậy là Kiệt Fly tiêu được rồi. Chào. Bạn Lippy xinh quá. Mình cảm ơn. Bạn cho mình làm quen nha. Bạn ơi, bạn có người yêu rồi đó. Ôi, con sông quê, con sông quê. Ôi, con sông quê. Ôi, tiếc thế. Vậy thôi. Em chỉ xinh nhất khi em độc thân. Chào nha. Được chưa? Ok, thấy tội nghiệp cậu quá nên vậy là được rồi. Bây giờ thì chơi tiếp thôi. MVC sợ quá nên là chuồn rồi. Bây giờ chỉ còn có 3 đứa mình. Để xem là ai sẽ là người tiếp theo đây. He, thề tới rồi. Bây giờ mình với Kiệt Fly sẽ tranh là ai sẽ hạng nhất nha. À, Kiệt Fly hạng nhất rồi. Vậy thì Kiệt Fly sẽ ra nhiệm vụ cho Si. Ha, bây giờ thì ta sẽ sai khiến Si. Vãi. Tôi đề nghị Si mang quả đầu chọc đi cua gái. U là trời, tính đốt nhà người ta hả ba? Ha ha, vậy mới hay chứ. Nhưng mà không được. Sao vậy, chơi vui mà có sao đâu. Không được đâu, đừng có dính dáng tới gái là được. Vậy thì thôi, tụi tôi không ép. Vậy thì đề nghị Si giả BD đi cua trai. Wow, đúng là sáng kiến tuyệt vời. Ok, đi. Ủa mà hết đồ mặc rồi hả? Mặc đồ này là nó chạy mắt dép luôn chứ cua cái gì. Để coi là Si có cua được ai không. À, Si đã bắt được một mục tiêu rồi nè. Mẹ sẽ đi tìm chỗ đình mới được. À, mẹ sẽ nằm ở đây. Anh ơi. Ha, thấy gớm quá đi. Chơi bê đê không anh? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Anh ơi. Anh này treo rồi, đi kiếm anh khác đi.
Anh ơi, anh đi đâu vậy anh? Đứng lại đi anh. Đứng lại đi, em có chuyện muốn nói nè anh ơi. Anh ơi. Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Mặc bộ đồ này là nó chạy mất dép luôn. Chứ đứng lại nói chuyện cái gì? Em thơm vậy mà anh chơi hả? Em đi tìm anh khác luôn. Để coi là có anh nào không. À, ở đó có một anh kìa. Để xem là Siku như thế nào đây. Anh ơi. Hả? Anh nghĩ sao khi yêu em? Không nhé. Thôi mà, chơi BD đi anh ơi. Em thương vậy mà anh lỡ đâu nào anh chơi hả? Ơ kìa, anh dùng phép thuật nguyên anh biến đâu mất tiêu rồi. Già quá, đi cua chai mà để chai chạy mất tiêu là dở rồi. Ơ, mình lại tiếp tục thắng nữa rồi nè. Bây giờ hai người này sẽ phải tranh với nhau thôi. Trời ơi, xin lại thua nữa rồi. Nhân phẩm thúi như trái chuối luôn. Để mình suy nghĩ hình phạt cho Si coi. À, thách Si đỡ đầu chọc chạy nguyên một vòng plaza và nói tôi bị điên liên tục. Tôi bị điên. Ha ha, y chang thằng điên luôn. Tôi bị điên. Trời ơi, hài hước quá trời. Tôi bị điên. Cay thế nhở. Ha ha, mở hên cho Si là ở đây đang ít người đó. 5 người là đội quần luôn. Trời ơi, có thằng bị điên kìa mấy bạn ơi. Tôi bị điên. Ok, coi như vậy là xong rồi, chơi tiếp thôi. Để xem là lần này sẽ là ai đây, có khi là Si không? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. U là trời, sao mà đen quá vậy Si? Trời ơi, đi tắm trắng được rồi đó nha. Si thua xong rồi Si chuồn luôn rồi mấy bạn ơi. Mình chưa làm hình phạt mà không chịu làm cái mất tiêu luôn rồi. Đúng là ăn gian quá mà. Đâu rồi Si? Giả bộ đứng ngủ mất tiêu rồi kìa. Mấy bạn có thấy Si gian gian không? Có chơi mà không có chịu. Ok, bây giờ chỉ còn có hai đứa mình thôi. Và hai đứa mình sẽ solo với nhau nha. Hồi nãy giờ mình toàn thắng luôn á. Không biết là bây giờ sẽ như thế nào đây. À, hòa rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra cây búa. Hu hu, hay. Ha ha, để tôi suy nghĩ coi nên cho mèo hình phạt gì. Muốn tôi làm gì? Tôi muốn bạn đứng ở trung tâm plaza và hô là tôi rất là hôi thối. Cái gì chứ, nhưng mà tôi có hôi đâu. Được thôi, thích thì chịu. Tôi rất là hôi thối. À chết rồi, có bạn fan nhận ra mình rồi. Tôi rất là hôi thối. Ơ, à, bạn này cũng đồng cảm với mình hả? Hu hu, tôi rất là hôi thối. Ơ, à, con bé của mình nó hôi thiệt kìa. Ok, vậy là đủ đội quân rồi. Là đáng ghét mà. Các bạn có muốn mình chơi tiếp cái trò này nữa không? Các bạn hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn.